Nhạc sĩ Cung Tiến mang một số phận lạ đời. Nổi tiếng ngay từ tác phẩm đầu tiên tại Việt Nam nhưng mất hút tại quê nhà sau khi vượt biên năm 1975, dù cho vẫn nổi như cồn ở hải ngoại. Âm nhạc của ông tại Việt Nam đã được cứu vớt bởi một người phụ nữ đặc biệt. Và tại sao yêu quê nhà đến thế mà ông lại chối bỏ tất cả lời mời trở lại quê hương? Thậm chí đến khi trút hơi thở cuối cùng cũng không một lần trở về. Nhạc sĩ Cung Tiến tên thật là Cung Thúc Tiến, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1938 tại Hà Nội. Ông là một nhạc sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc tiền chiến với những sáng tác trữ tình đầy chất văn học. Âm nhạc của ông không chỉ đơn thuần là những giai điệu mà còn là những bài thơ được thổi hồn vào âm thanh, mang đến cho người nghe những cảm xúc sâu lắng. Trong lịch sử tân nhạc Việt Nam, hiếm có nhạc sĩ nào nổi tiếng ngay với sáng tác đầu tay ở tuổi niên thiếu như Cung Tiến. Vậy mà ông đã nổi tiếng với tình khúc hoài cảm được sáng tác từ thập niên 1950. Điều này không phải tài năng thiên bẩm, bởi nhà ông không ai theo âm nhạc, đó là chính sự nỗ lực không ngừng của ông trong việc sáng tạo nghệ thuật. Bài hát đó phản ánh tâm tư của ông, chạm đến những nỗi niềm chung của nhiều thế hệ sau. Ngoài ra ông còn sử dụng các bút hiệu như Thạch Chương và Đăng Hoàng khi thực hiện nghiên cứu âm nhạc. Việc này cho thấy ông không chỉ là một nhạc sĩ, mà còn là một nhà nghiên cứu có ý thức gìn giữ và phát triển di sản văn hóa. Khi còn ở Hà Nội, ông đã tự học nhạc. Sau đó nam nhạc sĩ theo học các lớp ký âm và xướng âm tại trường Trung học Nguyễn Trãi. Việc tự học này cho thấy sự kiên trì và đam mê mãnh liệt của ông đối với âm nhạc. Trong quá trình học, Cung Tiến được hướng dẫn bởi ba nhạc sư nổi tiếng: Thẩm Oánh, Hùng Lân và Trung Quân. Đây là cơ hội tiếp xúc với những bậc thầy của âm nhạc vô cùng quý báu, giúp ông hình thành nên phong cách sáng tác của mình ngay từ đầu. Ngoài ra lúc nhỏ ông đã biết thổi sáo, chơi đàn mandolin và guitar cổ điển trước khi làm quen với đàn piano khi qua Úc du học ở tuổi 19. Việc này chứng tỏ sự đa dạng trong khả năng âm nhạc của ông, đồng thời thể hiện tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ. Năm 1952, gia đình ông di cư vào miền Nam và ông tiếp tục theo học lớp ký âm và xướng âm tại trường Chu Văn An ở Sài Gòn. Chuyển đổi môi trường sống là một thử thách rất lớn, mọi thứ đều thay đổi 360 độ. Sau một năm học tại Sài Gòn, người thiếu niên 15 tuổi này đã cho ra đời ca khúc đầu tay mang tên Thu Vàng, viết lại những ký ức về Hà Nội vào mùa thu, nơi ông đã sinh ra và lớn lên. Cũng trong cùng năm đó, nhạc phẩm tiếp theo do chính tay ông chắp bút là Hoài Cảm, một tình khúc được mô tả là thể hiện sự chín chắn, trưởng thành và già dặn, không giống như những suy tư của một cậu thiếu niên. Điều này cho thấy Cung Tiến đã vượt lên trên tuổi tác của mình, mang đến những cảm xúc sâu sắc và tinh tế trong âm nhạc. Dù với vai trò nào thì nam nhạc sĩ cũng thể hiện vô cùng xuất sắc. Đối với giới chức cũ của Việt Nam Cộng Hòa, nhạc sĩ Cung Tiến được nhớ đến như một trong ba tổng giám đốc trụ cột của Bộ Kế hoạch trước năm 1975. Còn với giới văn nghệ, ông được đánh giá không khác gì một thần đồng âm nhạc. Từ năm 1970 đến 1973, nhờ may mắn được học bổng tại Anh nên Cung Tiến đã có cơ hội học hỏi thêm về âm nhạc trong một đất nước tiên tiến. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, gia đình ông đã định cư tại Hoa Kỳ. Ông từng sống tại tiểu bang Minnesota và trở thành nhà kinh tế học thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên. Đồng thời, Cung Tiến cũng là nhạc sĩ nội trú của câu lạc bộ Subert và là ủy viên hội đồng quản trị diễn đàn các nhà soạn nhạc Hoa Kỳ. Từ khi đi di tản sau 1975 và bắt đầu cuộc sống lưu vong, nhạc sĩ Cung Tiến chưa bao giờ trở về Việt Nam, cũng như từ chối mọi lời mời phỏng vấn từ quê hương hoặc tham dự biểu diễn. Tất nhiên là ông có lý do riêng của mình. Nó có thể là định kiến, là muốn tránh tranh cãi, hoặc có thể là có một quá khứ nào đó tại quê nhà mà ông muốn cho nó ngủ quên. Có thể đối với Cung Tiến, ông muốn lưu giữ mãi hình ảnh những kỷ niệm xưa khi ông còn ở Việt Nam và ông không chấp nhận được những gì đổi mới đã qua. Ngoài ra có thể những lời mời thực sự đến chưa đúng thời điểm, có muôn vàn lý do nhưng kết quả cho sự lựa chọn ấy chỉ có một. Tuy đáng tiếc cho một người con xa xứ mãi đến khi qua đời vẫn không đặt chân về đất mẹ. Nhưng nếu đó là lựa chọn cá nhân và không hại đến ai, tôi nghĩ khán giả nên tôn trọng quyết định này. Sau khi ra hải ngoại, ông làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nhưng vẫn tích cực tham gia vào âm nhạc. Cung Tiến đã viết nhạc tấu khúc Chinh Phụ Ngâm vào năm 1987, soạn cho 21 nhạc khí, được trình diễn lần đầu vào ngày 27 tháng 3 năm 1988 tại San Jose, California. Cũng nhờ vậy ông đã giành được Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Quốc khánh 1988.
nhà thơ Du Tử Lê đã viết về Cung Tiến như sau. Nhiều người cùng giới với nhạc sĩ Cung Tiến cho rằng đa số ca khúc của ông được viết trên căn bản bán cổ điển Tây Phương, nên giai điệu rất sang trọng. Nhận định này khẳng định tài năng của Cung Tiến, cho thấy sự giao thoa văn hóa giữa âm nhạc phương Đông và phương Tây, tạo ra những tác phẩm mang đậm tính nghệ thuật và cảm xúc sâu sắc. Trong khoảng thời gian 1957 đến 1963, nhạc sĩ Cung Tiến đã quyết định đi du học ngành kinh tế tại Úc. Nhân cơ hội này, ông đã ghi tên tham dự các khóa học về dương cầm và phối khí tại Sydney. Việc theo học những lĩnh vực này cho thấy ngoài tư duy sáng tác, ông còn muốn mở rộng một nghệ thuật không biên giới. Sau khi định cư ở Mỹ, một thời gian dài các ca khúc của ông đã vắng mặt ở quê nhà. Điều này khiến nhiều người yêu nhạc cảm thấy thiếu thứ gì đó quen thuộc và nhớ về những tác phẩm của ông. Và sau đây chính nhờ một người phụ nữ đặc biệt đã hồi sinh nhạc của Cung Tiến tại Việt Nam. Những năm đầu của thiên niên kỷ thứ 3, ca sĩ Camille Huyền, hiện là chủ nhân của Bến Xuân, đã được cấp phép hát nhạc của nhạc sĩ Cung Tiến ở Việt Nam. Sự trở lại này không chỉ là niềm vui cho người hâm mộ, mà còn là bước khởi đầu cho việc khôi phục những giá trị âm nhạc của ông tại quê hương. Sau đó, chị đã cùng nhạc sĩ Quang Thơ Giger phát hành album cho các ca khúc của Cung Tiến vào năm 2008. Album này chính là sự tri ân, mang đến một cơ hội để thế hệ mới khám phá âm nhạc của một nhạc sĩ tài năng như ông. Những người thân cận với gia đình nhạc sĩ Cung Tiến đều biết ông đã qua đời vào ngày 10 tháng 5, nhưng mãi đến ngày 4 tháng 6, sau khi hậu sự hoàn tất, gia đình mới đăng cáo phó. Sự kín đáo này thể hiện lòng tôn trọng đối với người đã khuất, cho thấy sự trân trọng của gia đình ông đối với nghi thức tang lễ. Những người thân cũng được dặn dò giữ yên lặng cho đến khi hoàn tất tang lễ. Điều này tạo ra không gian riêng tư để tưởng nhớ. Khi mất, nhạc sĩ Cung Tiến hưởng thọ 83 tuổi và lễ hỏa táng diễn ra vào ngày 2 tháng 6 năm 2022 tại Nam California. Một cuộc đời dài, đầy cống hiến cho âm nhạc và văn hóa, nhưng cũng không kém phần gian truân đã khép lại. Tang lễ được tổ chức trong phạm vi gia đình và một số thân hữu. Sau khi hỏa táng, tro cốt được đặt tại nhà tang lễ, công viên tưởng niệm núi Conejo, California. Địa điểm này không chỉ là nơi an nghỉ mà còn là một không gian cho những người yêu mến ông có thể tới tưởng niệm. Ông để lại cho đời nhiều tác phẩm cao quý như bài học mở đường của tân nhạc Việt Nam. Đồng thời Cung Tiến cũng đóng góp nhiều công sức dưới vai trò một kinh tế gia. Ông đã giúp cho Bộ Tài nguyên và Thiên nhiên Minnesota nhiều năm sau khi tị nạn từ 1975. Cống hiến của ông không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn mở rộng sang lĩnh vực kinh tế, cho thấy ông rất đa tài, tâm huyết đối với quê hương. Tài năng âm nhạc của nhạc sĩ Cung Tiến bộc phát trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Sự xuất hiện của ông trong thế giới âm nhạc thật đặc biệt, như một bông hoa nở giữa cánh đồng cỏ khô, cho thấy tài năng có thể tỏa sáng bất kể hoàn cảnh nào. Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share và chia sẻ cảm nghĩ về nam nhạc sĩ Cung Tiến hôm nay nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video hấp dẫn vào ngày mai nhé. Xin chân thành cảm ơn quý bà con gần xa.